Để nói về nỗi đau của tuyển Anh nhiều năm qua, chắc có lẽ mọi người đều sẽ đồng tình rằng trận chung kết Euro 2020 trên sân nhà Wembley mang đến sự tiếc nuối lớn nhất. Một giải đấu mà thầy trò Gareth Southgate đã thể hiện được phong độ cực kỳ ấn tượng và họ cũng được đánh giá cao hơn Italia. Nhưng không phải mọi việc lúc nào cũng diễn ra thuận lợi. Tam sư gục ngã ở trên chấm luân lưu định mệnh và Marcus Rashford cùng với Bukayo Saka, hai nhân tố trẻ rất được kỳ vọng đều trở thành tựa đồ để rồi nhận về vô vàn chỉ trích. Tuy vậy chỉ hơn một năm sau, cả hai đều đã tiến bộ rõ rệt, trở thành nhân tố quan trọng ở câu lạc bộ, cùng với đó là mang lại niềm tin mới trong màu áo đội tuyển quốc gia. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại hành trình đi từ Zero đến Hero của Rashford và Saka, hai ngôi sao sáng tại xứ sở sương mù ở thời điểm hiện tại. Để nói về sự tự hào trong công tác đào tạo trẻ của hai đội bóng giàu thành tích tại nước Anh là Arsenal và Manchester United, chắc chắn nhiều người sẽ kể ngay đến hai cái tên là Bukayo Saka cùng với Marcus Rashford. Họ đều là những viên ngọc quý từ lò đào tạo Hewen chứa xanh ở Bắc London và Carrington ở Manchester, và cả hai đều đang tỏa sáng rực rỡ sau chuỗi ngày dài sống trong áp lực khủng khiếp. Trở về mùa hè năm 2021, sau khi vòng chung kết Euro phải rời lại một năm do tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, đội tuyển Anh với dàn hào thủ chất lượng ở cả ba tuyến là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Thậm chí nhiều người còn cho rằng thầy trò Gareth Southgate sẽ giải tỏa được cơn khát danh hiệu quốc tế tồn tại suốt nhiều năm qua của Tam sư. Và tập thể này đã làm rất tốt công việc của mình từ vòng bảng cho đến trận bán kết. Họ thể hiện được sức mạnh đồng đều ở từng vị trí và băng băng tiến về sân vận động Wembley cho trận chung kết đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi. Dù đã vươn lên dẫn trước từ khá sớm, nhưng đội tuyển Anh lại để Italia gỡ hòa trong hiệp 2, từ đó dần đánh mất quyền kiểm soát thế trận và không còn tạo ra được áp lực đủ lớn. Thế trận giằng co trong suốt 120 phút thi đấu buộc cả hai phải bước vào loạt đá luân lưu định mệnh, và cũng từ đây quyết định đi vào lòng đất của cửa Nam được đưa ra. Ông tung Marcus Rashford, Jadon Sancho vào sân để đá luân lưu, và trước đó là Bukayo Saka ở cuối hiệp 2. Ba cầu thủ còn rất trẻ và chỉ mới lần đầu được trải nghiệm trận chung kết lớn như thế này. Để rồi cả ba đều thất bại trong cú sút 11m của mình, trực tiếp đẩy Tam sư rời xa khỏi danh hiệu vô địch. Nỗi buồn cùng nước mắt nhanh chóng ập đến với những chàng trai chỉ mới hơn đôi mươi này, và họ đã nhận về vô vàn chỉ trích từ người hâm mộ tại xứ sở sương mù, nơi nổi tiếng với sự hung hăng và vô cùng tiêu cực. Hàng loạt hành vi phân biệt chủng tộc và lời lẽ miệt thị từ cầu thủ cho đến gia đình của họ đã đẩy Rashford cùng với Saka rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Rất nhiều những tấm gương thất bại của các tài năng trẻ tuyển Anh chỉ vì không chịu nổi áp lực đã khiến nhiều khán giả lo ngại rằng hai cầu thủ của Quỷ Đỏ và pháo thủ sẽ không thể trở lại. Đây chính là hai ngôi sao sáng giá bậc nhất của Tam sư và họ được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển trong tương lai. Dù cho đã trải qua quãng thời gian tồi tệ, nhưng cả hai đã chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng giá trị của một cầu thủ hàng đầu chính là việc họ đứng lên sau vấp ngã như thế nào, chứ không thể sống mãi trong cái bóng của quá khứ. Để rồi mùa giải này, xét riêng tuyển Anh, cả Marcus Rashford lẫn Bukayo Saka đều là hai nhân tố đang chơi tốt nhất trong màu áo câu lạc bộ của họ. Nói không ngoa, chưa có người đàn anh Harry Kane là duy trì được phong độ xuất sắc như hai cái tên kể trên. Sau rất nhiều những năm tháng chờ đợi, Arsenal cuối cùng cũng tìm được một tiền đạo cánh xuất sắc đúng nghĩa. Nó không đến từ thị trường chuyển nhượng, vì thế chẳng phải bom tấn gì cao sang, nhưng đây lại là một sản phẩm cây nhà lá vườn từ Hewen, học viện nổi tiếng ươm mầm các pháo thủ trẻ và cũng là nơi xuất phát điểm của Bukayo Saka, ngôi sao sáng nhất tại đội 1 hiện tại. Hiện tại thì cầu thủ sinh năm 2001 đang có mùa giải hay nhất kể từ đầu sự nghiệp với 12 bàn thắng và 10 kiến tạo tại Premier League. Sau Alexis Sanchez vào mùa 2016-2017, không cầu thủ Arsenal nào có hơn 10 bàn thắng và 10 kiến tạo trong cùng một mùa giải. Nhưng nếu chỉ như vậy, Saka đã không phải là cầu thủ quan trọng nhất của pháo thủ thành London. Cánh phải nơi tiền đạo này án ngữ luôn là hướng tấn công chính của thầy trò Mikel Arteta mùa này. Với trọng tâm là Saka, các đường bóng được phát triển xung quanh anh. Nhờ kỹ thuật dây sát tốt, số 7 có khả năng kéo trái bóng đến gần khung thành đối phương, giúp tăng cơ hội ăn bàn cho đội chủ nhà. Rất nhiều trận đấu mà đối thủ phải cắt cử ít nhất là từ 2 đến 3 cầu thủ theo kèm để có thể ngăn chặn ngòi nổ mang tên Bukayo Saka. Tiền đạo 21 tuổi đang dần xóa bỏ cái mác cầu thủ trẻ tiềm năng để trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời Emirates. Thành công của Arsenal tính đến lúc này có công không nhỏ của anh, và giờ đây thì Saka đang đứng trước cơ hội nâng cao danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên cùng với đội bóng. Còn với Marcus Rashford, anh đã có sự trở lại cực kỳ ngoạn mục dưới bàn tay của Erik Ten Hag. Sau mùa giải năm ngoái đầy thất vọng, anh đã dần tìm lại được phong độ của mình và thậm chí là còn trở nên đáng sợ hơn kể từ sau World Cup 2022. Với 19 bàn thắng sau 24 lần ra sân trên mọi đấu trường, Rashi chính là chân sút tốt nhất châu Âu nếu chỉ tính từ khi mùa giải trở lại sau ngày hội bóng đá tại Qatar. Trung bình, Rashford sẽ ghi được một bàn sau mỗi 89 phút và một bàn hoặc một kiến tạo sau mỗi 73 phút kể từ World Cup 2022. Nếu xét rộng ra kể từ đầu mùa giải, anh cũng đã có tổng cộng 27 lần lập công cho đội chủ sân Old Trafford, thành tích ấn tượng nhất trong sự nghiệp của chàng trai sinh năm 1997.
Ở đấu trường Europa League, số 10 của Quỷ Đỏ cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn sau 8 lần ra sân. Đồng thời, thì ngôi sao 25 tuổi hiện đã ghi được 25 bàn thắng cho các trận đấu ở Cúp Châu Âu cho Quỷ Đỏ, giúp anh vượt qua Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thứ 6 mọi thời đại của họ ở đấu trường châu Âu. Bộ kỹ năng của Marcus Rashford đã được cải thiện rõ rệt ở mùa giải này. Anh có thể ghi bàn cực đa dạng ở nhiều vị trí và nhiều kỹ năng khác nhau, từ đệm bóng, qua người, sút xa cho đến cả đánh đầu. Rashi đang dần biến mình thành một sát thủ cực kỳ lợi hại và sẽ luôn là ngôi sao đảm bảo lượng đầu ra bàn thắng ổn định cho Manchester United. Cả Rashford lẫn Saka đều từng là đối tượng nhận chỉ trích vô cùng nặng nề, nhưng bản thân họ hoàn toàn không có lỗi, bởi chẳng mấy cầu thủ dám đứng lên đảm nhận trọng trách sút phạt đền trong trận chung kết. Điều duy nhất còn thiếu ở cả hai chính là bản lĩnh, mà thứ bản lĩnh đó cần được chui rèn qua thời gian. Chỉ cần họ có đủ sự tự tin để có thể đứng dậy sau thất bại. Và rồi từ con số không tròn chính, bộ đôi đầy triển vọng của bóng đá Anh đã bước lên trở thành ngôi sao hàng đầu của câu lạc bộ chủ quản với chuỗi phong độ hết sức ấn tượng trong thời gian vừa qua. Rashford lẫn Saka đã từng là niềm hy vọng của Tam Sư trong tương lai, nhưng giờ đây thì họ đã đủ trưởng thành và mạnh mẽ để có thể biến giấc mơ chinh phục danh hiệu của người Anh trở thành hiện thực.